Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi Toshiba, mã nồi RC10VXG. Thì 10 tức là nồi 1 lít đấy các bạn, 1 lít thì các bạn nấu được 2 bát, 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5 người ăn đấy. Thì ở Việt Nam mình hay gọi nôm na cái nồi này là nồi tô chuông đấy các bạn. Đây các bạn nhìn này, cao tần áp suất hút chân không này, IH là cao tần này. Đấy, cái trên cái này là áp suất này các bạn, cái này cao tần hút chân không này các bạn, cái này là áp suất này, đấy. Đây là nồi cao cấp nhất của Toshiba cũng như là cao cấp nhất thị trường các bạn. Đến thời điểm hiện tại thì cái nồi này nó là nồi nấu cơm ngon nhất đấy các bạn. Thì cái công nghệ nấu cơm ngon của nó thì một phần là từ công nghệ hút chân không và cái còn lại là đến từ cái son nhé các bạn. Rồi mình mời các bạn xem qua nhé, cái nồi này có màu đỏ nhé các bạn. Cái này không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Cái này mình chưa vệ sinh được nên nó hơi bẩn một chút, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Đây thông số các bạn này. Đấy, 5 kPa. Nó 1 lít đấy các bạn. VXG. Đây, VXG đây các bạn này. Đấy, cái này là to quá, tô rất là to luôn các bạn, to 1 lít mà rất là to, tôi cũng thấy rất là to luôn. Đấy, cho các bạn xem đứng cạnh một cái nồi Tiger này, đấy, nó như gấp đôi luôn. Đứng cạnh cái nồi Pada này. Như gấp đôi luôn đấy các bạn. Rồi mình test các bạn xem nhé. Ở bên trong này các bạn này, còn khá là mới nhé các bạn. Son này các bạn này, son rất là đẹp, bên trong rất đẹp nhé các bạn. Nên bên ngoài thì hơi nhem nhúc chút, tại mình chưa vệ sinh được đấy các bạn. Đây không bể vỡ gì nhé các bạn. Đây không bể vỡ gì nhá. Thì mình chia sẻ với các bạn đấy các bạn. Đây mình có một cái son này. Đây là không có cái son. Mình muốn chia sẻ với các bạn chờ mình một chút mình lấy cái son nhá. Đây này các bạn nhìn thấy cái son này không, cái son phẳng này các bạn này. Đây là son sóng này. Đấy. Thì trong sóng và sóng nó có cũng hai loại như ba loại nhé các bạn, sóng nhiều và sóng ít. Thì sóng nhiều ấy thì như cái tô chuông này các bạn này, đây là tô chuông thì sóng nhiều, nhiều khách rành các bạn họ hỏi là cái này là bao nhiêu sóng ấy các bạn, tức là nó có loại luôn đấy. Đấy thì sóng nhỏ như sóng nhiều như này ấy, thì các bạn biết sao không, khi mà cơm của các bạn sôi ấy thì nó sẽ tạo bọt, thì cái bọt đấy là bọt hơi mà, thì nó sẽ rút từ dưới này lên các bạn này, nó luồn qua cái kẽ gạo đấy, thì vô tình là lúc nó luồn như vậy ấy thì nó sẽ vô tình gọi là nó đảo hạt gạo của các bạn luôn, nó tạo ra cái kiểu như là nó trồi lên trên các bạn, hơi nước gọi là không khí mà nó trồi lên trên thì vô tình nó đảo hạt gạo của các bạn luôn, thì vô tình là nó làm cho hạt gạo của các bạn đều hơn đấy. Còn những song không có sóng này các bạn, song phẳng như thế này ấy thì nó tạo có bọt nhưng bọt nó không đều, thì có bọt to có bọt nhỏ đấy các bạn. Đấy thì mình chia sẻ các bạn một chút về cái việc họ tạo sóng này nhé, chứ không phải là để trang trí đâu các bạn. Rồi các bạn xem qua son này, đây son chuông nhé các bạn. Đấy. Rồi các bạn nhớ ghim điện 100 nhé các bạn. Đây các bạn chọn cái này mình quên nhé các bạn, chứ không nó các bạn nhìn kỹ không, nó bị lõm vào một chút này. Đấy, còn lại không vấn đề gì, dùng bình thường nhé các bạn, không vấn đề gì nhé. Đấy, không sao cả nhé các bạn, không lỗi gì nhé. Đấy, tức là nhìn nó, các bạn để ý tinh thì nó mới thấy nó lõm mà thôi, chứ còn thực ra không để ý được. Đấy các bạn nhìn này, đấy đâu phát hiện, đâu phân biệt được, đúng không các bạn? Đấy, không phân biệt được nhé các bạn, mình tinh mắt mình mới để ý thôi. Đấy, rồi mình chọn chế độ đấu này. Đây mình chọn chế độ này là các bạn, cái đầu tiên là gạo trắng này. Đấy, còn cái giống nhiều số 5 này là nấu ngon nhé các bạn. Rồi mình nhấn nút nấu. Đấy các bạn thấy không, đèn chân không này. Đấy. Đấy rồi thì cái vấn đề mà hút chân không này đấy các bạn, thì đến thời điểm hiện tại cái công nghệ này công nghệ giống như công nghệ độc quyền của Toshiba luôn đấy, công nghệ gọi là xịn nhất của Toshiba luôn. Đấy, thì
thứ nhất là cái nồi cơm này nó ngon thì thứ nhất là từ công nghệ này, thứ hai là từ cái vấn đề cái son họ thiết kế kiểu này đấy các bạn. Đấy. Thứ nhất cái son chuông này, cái son dạng sóng này thì nó sẽ tạo nó đảo gạo nó sẽ đều hơn những cái son mà nó ít sóng nhé các bạn. Đấy. Rồi thì tiện đây mình chia sẻ với các bạn một chút như vậy. Rồi mẫu nồi này bên mình đang bán mức giá là 3 triệu nhé các bạn. Tô chuông cao tần áp suất hút chân không 1 lít. Mình đang bán 3 triệu. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.